Kể từ ngày Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ, đã có vô số tin đồn về anh được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, đa số đều không có kiểm chứng và vô căn cứ. Tiêu biểu như cách đây vài ngày, cư dân mạng đã vô cùng xôn xao với một đoạn clip được cho là Ngô Diệc Phàm tới khoa da liễu ở bệnh viện gần nhà giam Triều Dương, Bắc Kinh. Điều này làm dấy lên tin đồn nam ca sĩ 9X bị chẩn đoán mắc và đang điều trị bệnh lây qua đường tình dục. Một số người còn tuyên bố rằng Ngô Diệc Phàm mắc bệnh giang mai giai đoạn 2. Thông tin này ngay lập tức gây náo loạn mạng xã hội. Tuy nhiên, cho đến trưa ngày 12 tháng 9, truyền thông Trung Quốc đã dẫn thông tin từ đơn vị chủ quản. Theo đó, ở những bài đăng loan tin Ngô Diệc Phàm đi khám da liễu đều bị gắn dòng chữ, tin tức này được xác minh là sai sự thật. Bên cạnh đó, đoạn video nói trên cũng bị xóa hoàn toàn khỏi Weibo. Những đường link liên kết với từ khóa Ngô Diệc Phàm bị giang mai cũng biến mất và một số bài báo có nội dung tương tự đều không còn hiển thị nội dung. Trước đó, mạng xã hội cũng liên tục xôn xao về cuộc sống trong tù của Ngô Diệc Phàm như là tinh thần bất ổn, liên tục khóc lóc xin cảnh sát cho tại ngoại chữa bệnh, được biệt đãi cho ở phòng riêng, bị bạn tù đánh đập dã man, vân vân. Đặc biệt, một số người còn cho rằng mẹ đẻ của Ngô Diệc Phàm cũng đang bị bắt giữ và đang bị điều tra với tội danh là đồng lõa, bao che cho con trai. Tuy nhiên, thông tin này cũng chưa được xác thực. Được biết, Trang Sina và hàng chục nền tảng mạng xã hội khác đã ký công ước với Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc về vấn đề xây dựng môi trường Internet lành mạnh. Họ sẽ có quyền cấm phát ngôn, xóa bỏ bất kỳ tài khoản nào tung tin thị phi không có xác nhận của đơn vị có thẩm quyền. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe để có thể liên tục cập nhật những tin tức mới nhất trong ngành.